Chúng ta cùng dở ra trong Kinh Thánh sách Roma, xin đọc đoạn 10 từ câu 16 cho đến đoạn 11 câu 6. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Tôi lại hỏi, thế mà dân Israel chẳng biết chi hết sao? Môi-se đã nói rằng, ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân. Ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng, những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta. Ta đã tỏ mình ra cho kẻ chẳng hỏi han ta. Song về dân Israel thì rằng, ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về một dân bội nghịch và hay nói trái. Vậy tôi nói, Đức Chúa Trời đã bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham, về chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng, Lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài, tôi còn lại một mình, và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa. Bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Kính mời Thánh đồng ngồi. Kính mời Thánh. Chúng ta vui mừng được nghe lời Chúa tuyên đọc trước mặt chúng ta, cho tấm lòng của chúng ta đáp ứng với lời của Chúa. Chúng ta đã vui mừng vì đã được đi qua những phần Kinh Thánh này, đoạn 9, đoạn 10, đoạn 11 của sách Roma là những đoạn gọi là khó hiểu. Mà chúng ta thấy đi qua một phần cũng gần xong, đường nữa, cũng không khó hiểu lắm phải không? Nhưng mà chúng ta cầu xin Chúa để giúp cho chúng ta càng đi sâu bao nhiêu, càng hiểu rõ và áp dụng cho đời sống của mình bấy nhiêu, để đời sống chúng ta được thay đổi. Không phải chỉ thay đổi về phần của chúng ta, nhưng thay đổi trong chỗ nhận biết Chúa, để Chúa trở thành trọng tâm rõ ràng trong đời sống của chúng ta, và đời sống của chúng ta ích lợi cho công việc của Chúa và cho nước của Ngài. Hôm nay chúng ta học về sự trông cậy, về sự cứu rỗi, nền tảng của sự trông cậy cứu rỗi. Trước hết chúng ta đến với Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta. Lạy Chúa, lòng chúng con vui mừng khi nghe lời Chúa đọc, dù có những lời khó khăn chúng ta chúng con chưa có thể hiểu liền được, nhưng chúng con biết rằng lời của Đấng chăn chiên của chúng con đến với lòng chúng con là tiếng quen thuộc với chúng con nhận lấy với lòng biết ơn. Chúng con xin Đức Thánh Linh Chúa là thần lẽ thật giải bày cho chúng con, chiếu rõ ánh sáng của Ngài trong tấm lòng của chúng con, để chúng con hiểu được, nhận được cho chính mình, áp dụng cho chính mình, để đời sống của chúng con được thay đổi và cái nhìn của chúng con về Chúa, về công việc của Chúa và thứ tự ưu tiên của đời sống của chúng con cũng được thay đổi, để chúng con sống cho Chúa và Chúa được đẹp lòng với đời sống chúng con. Xin giúp cho chúng con lắng nghe với sự nhận lãnh đầy trọn và một thái độ được đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta bắt đầu cái đề tài thì mới, nhưng mà cái phần bài học của chúng ta thì tiếp tục cái phần những phần mà chúng ta đã học, vì rõ ràng là đây là cái dòng tư tưởng của sứ đồ Phaolô. Ông đang nói về những cách nào để một người được cứu. Ông chỉ ra cái phương cách đó, và hôm nay từ cái phương cách đó dẫn chúng ta vào chỗ trông cậy về sự cứu rỗi. Thì có 3 phần ở dưới sự trông cậy của sự cứu rỗi này, và nó cũng sẽ tiếp tục trong đoạn 11 nữa. Cho nên chúng ta nói về nền tảng của sự trông cậy cứu rỗi thì có 3 phần để chúng ta nói trong dàn bài. Anh chị em ghi xuống giống như cái nail, nhưng mà những cái nail này thì chúng ta phải đi vào trong chi tiết mới thấy được rõ ràng hơn. Nền tảng về sự trông cậy cứu rỗi thì trước hết chúng ta nói về cái trở ngại hay là cái vấn đề đến sự cứu rỗi. Thứ nhất, đây là phần thứ nhất, nó là vấn đề không tin nhận. Trở ngại đến sự cứu rỗi là sự không tin nhận. Thứ hai,
chúng ta nói về ân sủng đến sự cứu rỗi, và đó là sự rao truyền phúc âm. Ân sủng đến cứu rỗi là sự rao truyền phúc âm, và sự trông cậy về cứu rỗi là được chọn bởi ân điển. Trông cậy về sự cứu rỗi là được chọn bởi ân điển. Thì chúng ta sẽ học hai phần đầu hôm nay, sẽ có giờ để giới thiệu phần số 3. Những điều mà sứ đồ Phaolô đang nối kết trong cái phần nền tảng về sự trông cậy của sự cứu rỗi này, thì ông đi từ ra cái ý mà chúng ta đã học trong những tuần trước, đó là những cái phương cách, cái tiến trình mà Chúa thiết lập để có thể cứu những người thuộc về Chúa. Thì bắt đầu từ câu số 13, tôi đọc từ câu số 13 tới câu số 15. Thì rằng vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin. Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, là nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào. Như có chấp rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành tội tốt đã biết bao. Chúng ta đã nói về năm bước tiến đến sự cứu rỗi. Thì chúng ta đã nói đến sự sai phái, sự rao giảng, sự nghe hiểu, sự tin nhận và sự kêu cầu danh Chúa. Như sứ đồ Phaolô ở trong phương cách ông trình bày, chúng ta cũng đã học là ông nói về cái kết quả, rồi ông nói về cái điều kiện để dẫn đến sự kết quả đó. Và đây là cách ông nhấn mạnh là nếu mà muốn có cái kết quả này thì phải có cái điều kiện, phải hội đủ để có thể thi hành được cái phần kết quả này. Cho nên cái phần kết quả là sự kêu cầu danh Chúa, nghĩa là kêu cầu danh Chúa, kêu cầu về sự cứu rỗi trong Chúa, và kêu cầu đặt để Chúa làm Chúa, làm chủ của đời sống của mình. Thì điều đó đến từ cái lẽ đạo đức tin, cái sự nhận biết Chúa. Trong lẽ đạo đức tin thì nhận Chúa với tất cả tấm lòng của mình. Và như chúng ta nói, trong tấm lòng tin nhận thì miệng xưng ra, và tấm lòng tin nhận Chúa là Chúa và Chúa là chủ, thì ta miệng xưng ra kêu cầu danh Chúa thì được cứu. Và điều đó đến từ cái căn bản của sự nghe hiểu ở đây. Và chúng ta được nhắc nhở rằng đức tin đến bởi sự nghe, và ở đây đức tin không phải chỉ đây là đức tin cho sự cứu rỗi, nhưng mà đức tin bất cứ lúc cái đức tin nào của chúng ta, ở trong thời điểm nào của chúng ta theo Chúa, thì đức tin đến bởi sự nghe. Cho nên chúng ta có thể ngừng lại ngay và hỏi rằng cái sự nghe của chúng ta ra sao, vì cái sự nghe này nó ảnh hưởng tới vấn đề đức tin, vì nó là nối kết trực tiếp với vấn đề đức tin. Mà nếu sự nghe của chúng ta không rõ ràng, sự nghe của chúng ta không thành tâm, sự nghe của chúng ta không đi theo với lại đức tin và không đi theo với sự vâng phục, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới đức tin của chúng ta một cách hết sức là rõ ràng. Và về phần của chúng ta, khi mà chúng ta đặt để vấn đề nghe lời Chúa làm thứ tự ưu tiên, và đặt để sự áp dụng đức tin và tấm lòng vâng phục, thì chúng ta sẽ thấy rằng có một sự thay đổi rất lớn càng ngày càng thêm trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cũng được nhắc nhở là đây là cái sứ điệp, cái sự nghe chúng ta không phải là nghe bất cứ điều gì, nhưng mà nghe lời của Đấng Christ được rao giảng, nó phải là sứ điệp về Đấng Christ, sứ điệp đặt trọng tâm nơi Đấng Christ. Và sứ đồ Phaolô nhắc cho chúng ta rằng khi sứ điệp này mà về Đấng Christ, mà nếu mà chúng ta trộn lẫn với lại sự khôn ngoan của thế gian, trộn lẫn với sự khôn ngoan của chúng ta, trộn lẫn với cái phương cách, phương pháp mà chúng ta muốn làm để ảnh hưởng đến người khác hay là ảnh hưởng đến chính mình, thì nó sẽ làm cho thập tự giá của Chúa ra vô ích, làm cho mất cái quyền năng mà Đức Thánh Linh sẽ sử dụng cái sự nghe của chúng ta và cái sứ điệp mà chúng ta nghe. Cho nên chúng ta phải cẩn thận là nếu mà chúng ta sửa đổi điều gì, dù là ở bên ngoài, dù là trong cái phương cách, mà nếu cái đó nó ra từ cái tấm lòng của mình đối diện với nhu cầu của mình, thực hiện trong ý riêng của mình, thì nó sẽ làm sai trật cái nội dung của sứ điệp đến với Chúa. Và khi nội dung sứ điệp của Chúa bị sai trật thì sẽ không có quyền năng, sẽ không ảnh hưởng đến đức tin. Khi chúng ta nói về lẽ đạo, về thập tự giá của Chúa Giêsu, thì không phải chỉ nói về về những cái dữ kiện về lẽ đạo đó, như là Chúa đã chết, Chúa đã sống lại, Chúa thăng thiên, Chúa sẽ trở lại, nhưng mà nói về một cái thái độ sống và một cái sự đáp ứng sống với trong lẽ đạo đó, đó là sống thường xuyên trong cái sự ăn năn đối với Chúa, sống thường xuyên trong cái nhu cầu tìm kiếm đấng cứu rỗi trên đời sống của mình, và sống thường xuyên trong cái sự biết ơn Chúa, biết ơn ân điển từ nơi Chúa, và đặt để thập tự giá của Chúa làm trọng tâm trong đời sống của mình. Vì chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đặt để thập tự giá làm trọng tâm trong tất cả công việc Chúa làm,
Và khi Chúa thẩm định làm tất cả qua trọng tâm là thập tự giá Chúa, qua sứ điệp của thập tự giá Chúa Giêsu, thì chúng ta biết rằng đó là con đường duy nhất mà chúng ta sống thi hành. Và chúng ta được nhắc nhở rằng cái đặc để cái sứ điệp của thập tự giá làm trọng tâm, thì chúng ta đi ngay vào cái sự tương phản, chống nghịch với lại cái sự khôn ngoan của thế gian. Hai điều đó không thích hợp, hai điều đó thì là hai điều phản nghĩa, chống nghịch lại với nhau. Cho nên sống với thập tự giá Chúa là sống trong cái sự tranh chiến với lại giá trị sống của thế gian. Cho nên chúng ta sẽ thường xuyên luôn luôn gặp cái sự chống nghịch đó trong đời sống của mình, trong sự chọn lựa của quyết định của mình. Thì ở đây khi mà đặt để thập tự giá Chúa làm trọng tâm, nghĩa là chúng ta sẽ chọn lựa những gì thuộc về Chúa làm thứ tự ưu tiên trên hết. Và điều mà chúng ta được nhắc nhở rằng đây không phải là điều mà chúng ta chọn lựa cho chính mình mà thôi, vì Chúa đã chọn lựa cái phương cách mà Chúa thi hành mọi công việc của Chúa. Chúa nói rằng cuối cùng tất cả những điều gì mà ở ngoài thập tự giá Chúa, không xây dựng trên thập tự giá của Chúa, trên nền tảng nối kết với lại lẽ đạo thập tự giá Chúa, thì Chúa sẽ hủy diệt và phá đổ, không còn một cái chỗ đứng nào ở trong chương trình của Chúa và chỗ đứng của Ngài. Và cách nào để chúng ta đem lời của Chúa đến sứ điệp của thập tự giá Chúa, thì chúng ta được nói là bước rao giảng. Cho nên sứ điệp phải được rao giảng, phải được trình bày. Rao giảng không có nghĩa là chỉ là mục sư giảng trong tòa giảng trước hội thánh mà thôi, nhưng sự rao giảng là khi chúng ta đem lời của Chúa trình bày cho một người khác để nghe, để hiểu, để làm theo, thì đó là sự rao giảng. Và Chúa nói sự rao giảng thì đem tới đức tin. Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà nghe là khi lời Chúa được rao giảng, lời Chúa được trình bày. Cho nên chúng ta phải tham dự trong cái phần rao giảng này. Chúng ta phải được thấy được là mình được giao phó cái chức vụ của sự rao giảng. Và ở đây khi nói rằng cái chức vụ được giao phó cho chúng ta, thì Chúa nói đến từ sự sai phái. Nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Thì chúng ta được nhận biết rằng tất cả mọi người của chúng ta đều được Chúa sai đi. Nhưng mà khi nói rằng phải có sự sai đi, thì chúng ta nhận biết rằng đây là điều bắt đầu từ nơi Chúa. Đây là cái công việc khởi sự từ nơi Chúa và là chương trình của Chúa. Chúa khởi động và Chúa sai phái và Chúa ban cho những cái phương tiện. Cho nên cái sứ điệp cũng từ nơi Chúa, quyền năng cũng từ nơi Chúa, và cái người được sai phái cũng phải từ nơi Chúa. Và điều chúng ta hiểu rằng những người được sai phái thì Chúa đã sai rồi, và Chúa đã sai chúng ta. Đấy, mà hiểu thêm và được nhắc nhở trở lại, đó là Chúa dùng cái phương tiện của những người mà Chúa sai phái để làm công việc của sự giảng tin lành. Chúa không dùng thiên sứ, Chúa không dùng giấc mơ, Chúa không dùng những phương tiện này, phương tiện kia. Chúa dùng lời giảng, lời trình bày của những người thuộc về Chúa, những người vâng phục Chúa để được để nói về sứ điệp tin lành. Chúng ta nói là nếu mà không có sự sai phái mà không có ai đi thì không có sự cứu rỗi. Và đó là một cái sự nối kết rất là rõ ràng mà Hội Thánh Chúa cần phải nghe lại. Và mỗi chúng ta cần phải nghe lại cho chính mình là nếu chẳng có sự sai phái thì Chúa nói là đã giải quyết rồi, đã có sự sai phái. Chúa đã sai phái tất cả những người thuộc về Chúa, những người ở trong Chúa, những người đã được cứu trong Chúa Giêsu bởi thẩm quyền của chính Chúa. Đại mạng lệnh của Chúa đã sai phái chúng ta. Thì bây giờ vấn đề là chúng ta có nối kết trong sự sai phái này hay không? Tại vì cái sự sai phái này đem tới cái sứ điệp tin lành, và nếu không có sứ điệp tin lành thì sẽ không có đức tin, và không có đức tin thì không có sự cứu rỗi. Cho nên sự sai phái đã có, nhưng mà cái sự thi hành sự sai phái này là điều chắc chắn phải xảy ra để có thể có được sự cứu rỗi. Nhưng mà khi cái tiến trình được thiết lập rồi, và thì chúng ta phải bước đi như thế nào, thì đó là tới phần hôm nay. Thì cái căn bản của sự trông cậy về sự cứu rỗi là những cái bước đối phó cho những vấn đề mà chúng ta đối diện ở trong cái sự thi hành sứ mệnh sự cứu rỗi. Như là chúng ta thấy trở ngại đến sự cứu rỗi là sự không tin nhận, đó là điểm đầu tiên mà chúng ta muốn nối kết.
Và sứ đồ Phaolô đụng tới vấn đề này sau khi ông đưa ra đến cái tiến trình của sự cứu rỗi mà đã thiết lập trong năm bước mà chúng ta vừa ôn xong. Thì ông nói trong câu số 16, sau khi đã nói rằng, tóm tắt rằng những bàn chân kể ra truyền tin lành là tốt đẹp biết bao, nghĩa là cái tiến trình của sự cứu rỗi mà Chúa đã được Chúa đã thiết lập là một cái tiến trình hết sức là quý báu trước mặt Chúa, và Chúa sử dụng với tất cả quyền năng của Chúa. Thì câu số 16 ông nói tiếp: nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu, vì Esai có nói rằng: lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy đức tin đến sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Đấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi, phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, và lời của các sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Phaolô nối kết cái ý tưởng mà ông đã bắt đầu từ câu số trong từ đoạn số 9 tới bây giờ, đó là sự không tin hay là sự chống nghịch, sự từ khước của dân Do Thái đối với sứ điệp tin lành. Và tôi dùng cái chữ là trở ngại đến sự cứu rỗi, là sự không tin nhận. Nhưng mà tôi phải giải thích là cái sự trở ngại này nó chỉ là cái trong cái nhìn của con người mà thôi. Với Chúa thì không có cái gì là trở ngại hết. Với Chúa không có vấn đề trở ngại. Ở đây chúng ta muốn nói trong cái sự hiểu biết của chúng ta là khi chúng ta đi vào trong cái sự tiến trình của sự giảng tin lành và sự sống cho tin lành của Chúa, thì chúng ta đối diện với vấn đề sự không tin nhận của chính tấm lòng của mình và chính tấm lòng của những người chung quanh, thì chúng ta phải giải quyết ra sao. Thì chúng ta phải nhớ lại cái tiến trình của sự cứu rỗi mà những bước mà sứ đồ Phaolô đã thiết lập cho chúng ta. Đó là Chúa sai phái những người sai phái đi rao giảng, những người rao giảng thì giảng lẽ đạo tin lành về Chúa Giêsu. Khi lẽ đạo tin lành của Chúa Giêsu được người ta nghe thì dẫn đến đức tin, và khi dẫn đến đức tin thì dẫn tới sự kêu cầu danh Chúa thì sẽ được sự cứu rỗi. Thì ở đây là cái sự hiểu biết rất là căn bản và rất là quan trọng cho cái cách mà chúng ta sống cuộc đời của chúng ta cho Chúa. Vì Chúa đã bày tỏ cho chúng ta và Chúa đã nói một cách hết sức là rõ ràng cho chúng ta cái cách hay là cái phương cách mà Chúa sẽ thi hành sự cứu rỗi. Chúng ta nói là sự cứu rỗi tùy thuộc đến sự chọn lựa đời đời ở trong Chúa. Thì chúng ta không biết Chúa chọn như thế nào những gì ở trong cái sự trong tấm lòng diệu kỳ của Chúa thì chúng ta không biết. Nhưng Chúa đã nói ra đây là cái cách mà Chúa sẽ đem những người mà Chúa chọn vào trong sự cứu rỗi của Chúa. Thì chúng ta biết rằng những cái cách đó là cách mà chúng ta sống. Bởi vì đó là những cách mà nối kết với mỗi người của mỗi người của chúng ta. Thì nó ra từ cái chỗ sự thẩm định của Chúa hết sức là rõ ràng. Vì ở trong câu số 15, 16, ở trong đoạn số 9 chúng ta nhắc lại đó là sự cứu rỗi đến từ sự chọn lựa tể trị của Chúa. Đưa ra trong cái thí dụ mà Chúa chọn Esau và Gia-cốp, ta yêu Gia-cốp và ghét Esau, thì cái câu kết luận là vì Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: ta đã làm ơn cho kẻ ta làm ơn, và ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay là người nào buông ba mà được, bằng là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Chúa nói là tất cả những điều ra từ sự cứu rỗi đều bởi sự thẩm định của Chúa. Nhưng mà cái cách mà nó xảy ra thì Chúa đã nói rằng đây là cái phương cách đã xảy ra. Thì chúng ta được sai đi, chúng ta truyền rao tin lành, chúng ta giảng sứ điệp về Chúa Giêsu, dẫn đến đức tin, dẫn tới sự cứu rỗi. Cho nên hiểu vấn đề này thì được nhắc nhở rằng chúng ta có phần trong sự tham dự ở trong chương trình của Chúa. Chúng ta nhận biết cái chỗ đứng đó và sự sai phái trên đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta cũng phải nhận biết cái sự chân chính của lãi đạo về Chúa Giêsu. Chúng ta phải gọi là stay true, phải giảng cách chính xác, phải giảng đúng với lời của Kinh Thánh, phải trình bày lãi đạo của Chúa, không trộn lẫn với những cái sự khôn ngoan của mình, không thêm vào những điều của con người. Nhưng tin cậy nơi Chúa, tin cậy nơi lãi đạo của Chúa mà thôi.
thì chúng ta đi thi hành cái công việc mà Chúa sai phái. Nhưng mà nó có một cái vấn đề là chúng ta nghĩ nếu như vậy thì khi chúng ta làm những điều mà Chúa sai phái trong cái tiến trình mà Chúa đã thẩm định thì chắc chắn sẽ có kết quả, đó là người tin Chúa phải không? Thì câu trả lời là không. Và đó là cái câu trả lời trong câu số 16 là nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Đó là điều mà chúng ta cũng cần hiểu. Mình hỏi là tại sao như vậy? Thì sứ đồ Phaolô nhắc cho chúng ta là để cho một người được cứu thì cái tiến trình phải xảy ra. Để cho một người được cứu thì tiến trình phải xảy ra, vì khi Chúa cứu, Chúa sẽ cứu trong cái tiến trình này, là Chúa sẽ sai phái người, người đó sẽ giảng tin lành, tin lành về Chúa Giêsu, sẽ đem tới đức tin, sẽ đem tới sự cứu rỗi. Thì khi để một người được cứu sẽ phải đi trong cái tiến trình này. Nhưng không phải là khi tiến trình được thi hành thì tất cả mọi người mà cái tiến trình nó nối kết đều sẽ đáp ứng. Nó có hai phần đó, thì chúng ta cũng hiểu là có cái điều kiện ắt có, là phải có cái tiến trình này thì mới có sự cứu rỗi. Nhưng mà không có phải là khi có tiến trình này thì tất cả mọi người đều được sự cứu rỗi. Vì sao vậy? Vì có sự không tin. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe tin lành đâu, vì Ê-sai có nói rằng lại Chúa ai tin lời chúng tôi rao giảng. Và sứ đồ Phaolô đang nói về, hay là đang suy nghĩ về vấn đề không tin, cái sự không tin của người Do Thái. Thì ông suy nghĩ tới điều đó, và bây giờ ông đem cái trở ngại đó vào, hay là cái vấn đề đó vào ở đây để cho chúng ta thấy được cái nguyên tắc của ân điển Chúa làm cái công việc của sự cứu rỗi như thế nào. Nhưng mà chúng ta muốn trở lại cái vấn đề quan tâm của sứ đồ Phaolô về người Do Thái trước. Thì ông đã bắt đầu trong câu số 3 của đoạn số 9, khi ông nói rằng bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ lìa khỏi đấng Christ vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel. Cái vấn đề dân Israel không tin nhận Chúa, bị Chúa khước từ và bị Chúa đặt ra ngoài cái chương trình của Chúa là điều rất là nặng lòng cho sứ đồ Phaolô. Và đó là cái đường dây nối kết từ đoạn số 9 đến đoạn 11 mà chúng ta đang học. Thì ông đang tìm cách để mà giải thích tại sao vấn đề không tin này, hay là cái giải thích vấn đề không tin này nó dính líu nối kết với lại cái sự chọn lựa tể trị của Chúa ra sao, cái chương trình cứu rỗi của Chúa ra như thế nào. Và ông cũng đang cho chúng ta thấy rồi, cái vấn đề không tin này nó cũng đang phản ảnh ở trong cái tiến trình cứu rỗi mà chúng ta vừa học xong. Nhưng mà rõ ràng ông nói là không phải tất cả mọi người nghe lời của Chúa đều được sự cứu rỗi. Chúng ta coi trong câu số 2, câu 27 của đoạn số 9 thì nói rằng còn Ê-sai nói về dân Israel mà kêu lên rằng dầu số con cái Israel như cát dưới biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi. Dầu cái số người Israel rất là đông, nhưng mà cái số người được cứu thì rất là nhỏ, chỉ là phần sót lại mà thôi. Rồi đoạn 10 câu số 2 thì ông cũng nói về điều này. Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời ấy là cho họ được cứu, vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sáng với Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt sáng đó không phải là theo trí khôn, bởi họ không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục với sự công bình của Đức Chúa Trời. Họ có vấn đề, họ có tìm kiếm Chúa, họ có năng nổ, họ có lòng đối với Chúa, nhưng mà họ không tin, họ không nhận được sự công chính của Đức Chúa Trời, cho nên họ không được cứu. Cho nên dầu họ có lòng sốt sắng, nhưng cái vấn đề đó không đem lại cái kết quả là họ được cứu. Rồi ngay trong cái câu mà chúng ta mới đọc xong là ông vừa nói là tốt đẹp thay những bàn chân của người rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Rõ ràng là cái tiến trình ân điển Chúa thiết lập, những người kêu cầu danh Chúa được cứu, những người đó thì họ phải tin, những người phải tin đó thì được rao truyền về những người rao giảng sứ điệp của Chúa. Cả một cái tiến trình đẹp đẽ dẫn tới đức tin, thì ông lại kết luận trong câu số 16 rằng chẳng phải mọi người để nghe theo tin lần đâu. Rồi xuống câu số 21, xong về dân Israel thì rằng ta đã giơ tay và cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Nghĩa là có một vấn đề mà phải giải thích, hay là phải nối kết và phải hiểu và cũng phải áp dụng trong đời sống của mình, là khi chúng ta sống cho đạo Chúa và sống cho đạo tin lành, khi chúng ta biết rằng Chúa có chương trình tể trị của sự cứu rỗi, mà khi người ta không tin thì sao? Thì vấn đề đó chúng ta phải đối diện như thế nào? Đặc biệt là với dân Do Thái thì cái sự không tin của họ nằm ở
nằm tương phản với cái, những cái đặc ân mà Chúa đã ban cho họ một cách hết sức là lớn lao. Và cái sự lớn lao đó làm cho khó khăn hơn để mà người mà có thể nghĩ rằng họ là những người khước từ lẽ đạo của Chúa, khước từ sự cứu rỗi của sự cứu rỗi Chúa ban cho. Chúng ta thấy những cái đặc ân Chúa ban cho trong sự chọn lựa của người Do Thái thì tóm tắt trong ba điều. Thứ nhất họ là tuyển dân của Chúa để bày tỏ chính Chúa, để bày tỏ chính Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất có một không hai. Những dân ngoại thì thờ phượng rất là nhiều thần, nhưng mà với người Israel, Chúa chọn họ để họ có thể tuyên bố một điều ở trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 6 câu số 4, đó là hỡi Israel hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Họ là một dân tộc được kêu gọi ra để thờ tôn Chúa là chân thần độc nhất, và trong cái chỗ đó họ muốn có một cái ảnh hưởng rất là rõ ràng trong toàn thế giới của họ. Thứ hai là họ được chọn để mà được ban cho sự mặc khải của Chúa là lời của Chúa trong Roma đoạn 3 câu 2 thì nói rằng lời của Đức Chúa Trời đã được ban cho người Do Thái. Thì lời của Chúa được ban cho người Do Thái để họ giữ lấy, để họ bảo vệ và họ truyền đạt lại, to preserve and to transmit the scripture, và họ rất rất là cẩn thận trong vấn đề này. Và đó là đặc ân lớn của họ. Và đặc ân thứ ba đó là qua dòng dõi người Do Thái thì Đấng Messi sẽ đến. Với tất cả những điều này thì khi sứ đồ Phaolô trình bày cái lẽ đạo về sự xưng công nghĩa bởi đức tin thì ông phải đối diện ngay với lại cái vấn đề là người Do Thái không là người không tin, là người khước từ cái sứ điệp lẽ đạo cứu rỗi, lẽ đạo xưng công bình bởi đức tin. Cho nên đó là điều mà ông đối diện trong đoạn số 9 và tiếp tục đối diện trong cái đoạn số 10, đoạn 11 mà chúng ta đang học. Đó là tại sao người Do Thái với tất cả những điều được ban cho lại không tin. Thì câu số 6 ông muốn trả lời đầu tiên đó là cái sự không tin của người Do Thái không có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời là vô ích. Ấy chẳng phải là lời Đức Chúa Trời ra vô ích vì những kẻ bởi Israel sanh hạ, chẳng phải vì đó hết thảy đều là người Israel. Rồi ông giải thích là vì sự chọn lựa của Chúa là sự cứu rỗi ra từ sự tể trị của Chúa, sự chọn lựa tể trị của Chúa, nó không tùy thuộc nơi cái sự đáp ứng của con người, ngay cả sự đáp ứng của những người trong dòng dõi của Abraham. Thì ông nói là vì ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn và ta sẽ thương xót cho kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay là môn ba mà được, rằng là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Thì ông nói là không phải là lời của Chúa đã thất bại, đã sai trật, nhưng đây là cái chương trình của Chúa thi hành, là Chúa đã chọn những người thực sự là người Israel, là những người ở trong sự chọn lựa của Chúa. Nhưng mà cái vấn đề nó vẫn tiếp tục là khi ông nói về sự công bình của Đức Chúa Trời thì là người, thì trong câu số 2, số 3 lúc nãy chúng ta đọc trong đoạn số 10 thì là người Do Thái lại không nhận biết sự công bình của Đức Chúa Trời mà tìm cách lập sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Vì họ không hiểu được là tất cả vấn đề của luật pháp là đem tới cái sự hiểu biết về Đức Chúa Jesus Christ. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ là tin là công bình. Họ không hiểu rằng luật pháp của Chúa là dẫn đến cái sự hiểu biết rằng sự công bình của Chúa chỉ đến nơi Chúa Jesus Christ mà thôi. Vì nơi đó là cuối cùng của luật pháp, đó là cái mục đích tự chung của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình, không phải là đặng xưng mọi kẻ làm theo luật pháp trong công sức của mình là công bình, nhưng đến với Chúa Giêsu đặng tin nơi Chúa thì sẽ được xưng là công bình. Đó là cái mục đích của luật pháp. Thì một lần nữa họ lại không hiểu vấn đề và họ lại không tin. Rồi sau khi ông trình bày về vấn đề tiến trình của sự cứu rỗi, vì ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin thì kêu cầu sao được, nhưng họ chưa nghe nói về Ngài thì làm sao nào mà tin.
nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao, là nếu chẳng được sai đi thì rao giảng thế nào. Thì sau khi trình bày cái tiến trình đó thì họ lại một lần nữa là người Do Thái lại không tin. Thì như vậy có phải là có cái sự sai trật trong cái tiến trình này hay không? Và bởi vì ông nhấn mạnh là cái sứ điệp đây là rõ ràng là sứ điệp về thập tự giá của thập tự giá của Chúa Giêsu, vì ông trích dẫn ở nơi Ê-sai đoạn 53. Mà nếu chúng ta nhìn vào Ê-sai đoạn 53 thì rõ ràng đây là cái sứ điệp về thập tự giá của thập tự giá của Chúa Giêsu. Nhưng vấn đề đó là tại sao người ta không tin? Thì khi ông trích dẫn Ê-sai đoạn 53 câu số 1 thì ông trích dẫn là: lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Thì khi Ê-sai nói câu này, ông nói rằng như vậy thì cái số người tin sứ điệp của Chúa, cái số phải tìm mới thấy, là nhìn vô thì không thấy ai tin, nhìn vào thì thấy cái số người tin không thấy, là không thấy ở đâu. Dầu rằng cái sứ điệp này là cái sứ điệp hết sức là rõ ràng về thập tự giá Chúa Giêsu, chúng ta chỉ cần nhắc lại những câu quen thuộc của chúng ta, đó là người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, rồi vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va làm cho tội lỗi của thể chúng ta đều chắc trên người. Rõ ràng là sứ điệp của tin lành tại thập tự giá Chúa. Thì như vậy có phải là cái vấn đề là cái lẽ đạo không đủ, hay là sự trình bày không rõ ràng, hay là cái tiến trình sai trật hay không? Vì ngay cả trong chức vụ của Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 12, khi sứ đồ Giăng ghi lại cái sự đáp ứng của những người đối với lại sứ điệp của Chúa, thì ông cũng nói những người đó không tin, rồi ông cũng trích dẫn cái câu của tiên tri Ê-sai nữa, đó là không ai tin lời của Chúa hết, không ai tin sứ điệp của Chúa hết. Ở trong Giăng đoạn 12 câu số 37-38 nói rằng: dẫu Ngài đã làm bao nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai: lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai? Thì vấn đề đối diện ở đây là vấn đề người ta không tin, dầu trong sứ điệp của Chúa được trình bày, dầu trong tiến trình của Chúa được thiết lập cách rõ ràng. Thì điều mà sứ đồ Phaolô đang muốn nói cho chúng ta đó là điều hết sức là rõ ràng, đó là Chúa đã thiết lập cái phương cách mà Chúa đem tới sự cứu rỗi. Phương cách đó chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là Chúa gửi người đi ra rao giảng, người rao giảng giảng tin lành của Chúa Giêsu, tin lành đó được hiểu, được nghe, đem đến đức tin. Nhưng mà ông nói dầu khi đã được rao giảng trong tiến trình đó thì cái kết quả là sao? Nhiều người vẫn không tin. Và khi chúng ta đối diện với vấn đề đó là khi chúng ta làm một cái tiến trình như là đã được trình bày mà nhiều người không tin, thì cái thách thức cho chúng ta hay là cái cám dỗ cho chúng ta là gì? Là chúng ta muốn sửa đổi một cái gì đó, chúng ta muốn thay thế một cái gì đó, chúng ta muốn cộng thêm một cái gì đó. Chúng ta nói rằng cái tiến trình này nó không có thực nghiệm, nó không có hiệu quả. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi, chúng ta cần cộng thêm, chẳng như cộng thêm sự khôn ngoan, cộng thêm lời hay tiếng đẹp, cộng thêm quyền năng phép lạ, cộng thêm dấu kỳ phép lạ, những điều mà người ta thích, thì hay là cộng thêm sự khôn ngoan của con người, nghĩa là bắt đầu đi vào trong cái chỗ làm sai trật cái làm sai trật cái sứ điệp mà chúng ta phải rao giảng. Thì sứ đồ Phaolô nói không, ông nói là cái tiến trình này là chắc chắn theo như lời của Chúa, là tiến trình phải được thi hành. Đây là chương trình của Chúa và tiến trình mà Chúa đã thẩm định. Đây là cái cách mà Chúa vẫn tiếp tục sẽ sử dụng, và Chúa chỉ sử dụng cái phương cách này để đem lại những người tin Chúa mà thôi. Cho nên ông muốn nói hai điều này, hay là hai cái khía cạnh của hai đồng tiền khi chúng ta thi hành cái phương cách. Đó là sẽ nếu mà không có ai được gửi đi, và không ai đi, và không ai giảng tin lành, là sứ điệp của Chúa Giêsu không được người ta nghe, thì sẽ không có đức tin.
và sẽ không có đức tin thì sẽ không ai được cứu. Đó là một cái khía cạnh rõ ràng là không có tiến trình này thì không ai được cứu. Nhưng về phần bên kia đó là nếu chúng ta đi vì chúng ta được sai phái, nếu chúng ta giảng tin lành và sứ điệp tin lành được rao giảng thì không phải tất cả mọi người đều được cứu. Không phải tất cả mọi người nghe đều được cứu, nghĩa là nó là một cái sự điều kiện phải có để người ta được cứu, nhưng không phải là luôn luôn tất cả mọi người khi được cái tiến trình này đụng tới đều được cứu. Cho nên cái vấn đề khi nói về sự không tin nhận của con người hay là sự khước từ sứ điệp của con người thì ở đây sứ đồ Phaolô muốn nói rằng chúng ta nhận biết cái tiến trình của Chúa đã đặt để trước mặt chúng ta, để chúng ta biết Chúa làm công việc của Chúa như thế nào, và để biết cái trách nhiệm của chúng ta và cái tiến trình của chúng ta, cái chỗ đứng của chúng ta trong sự sai phái của Chúa là làm sao. Nhưng mà cái kết quả nó không phải là vì cái phương pháp, kết quả cũng không phải là vì chúng ta tham dự, nhưng kết quả là vì cái sự chọn lựa của Chúa và quyền năng của Chúa. Cho nên chúng ta thành tâm làm những cái công việc theo tiến trình mà Chúa đặt để cho chúng ta. Vì chúng ta hiểu rằng nếu Chúa không sai người đi thì nó sẽ không có sự cứu rỗi. Nếu mà người đi mà không giảng đạo thì không có sự cứu rỗi, và sự giảng đạo đó không đến với người nghe, không chính xác với lời lãi đạo của Chúa Giêsu thì không có sự cứu rỗi. Cho nên chúng ta nhận lấy cái trách nhiệm đó cho chính mình và thi hành điều đó. Nhưng vấn đề là khi chúng ta thi hành thì chúng ta phải hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều tin, không phải tất cả mọi người đều tin. Cho nên chúng ta không ngã lòng ở cái chỗ đó, chúng ta theo lời của Chúa để thi hành cái công việc mà Chúa giao phó, thi hành trong cái tiến trình mà Chúa đã giải thích cho chúng ta, và chúng ta để cái kết quả trong tay của Chúa, và chúng ta biết rằng Chúa sẽ sử dụng cái tiến trình này và cái phần trách nhiệm tham dự của chúng ta để đạt đến cái mục đích đời đời của Chúa muốn thực nghiệm. Nhưng mà nếu ở trong cái chỗ đứng là khi người ta không tin nhận thì Chúa làm điều gì? Và đây là điều mà rất là quan trọng để chúng ta hiểu. Khi trong cái tiến trình của sự cứu rỗi được ban cho và khi sứ điệp được rao giảng thì người ta không tin nhận Chúa thì Chúa làm gì? Thì ở trong phần số 2 chúng ta nói thì Chúa bày tỏ ân điển Chúa. Chúa tiếp tục bày tỏ ân điển Chúa, và cái ân điển của Chúa được bày tỏ qua sự tiếp tục rao truyền phúc âm. Và đây là một điểm mà chúng ta cần hiểu cho chính mình để áp dụng. Đó là khi trong cái chỗ người ta không tin nhận sự cứu rỗi, người ta không đáp ứng với cái tiến trình cứu rỗi mà Chúa đã thiết lập, thì Chúa làm gì? Thì ở đây nói là Chúa sẽ tiếp tục ban cho ân điển của Chúa, và sự ban cho ân điển Chúa là sự tiếp tục rao truyền phúc âm. Chúng ta đọc tiếp từ câu số 18. Tôi đọc trở lại câu số 10, từ câu số 16. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu, vì Ê-sai có nói rằng lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng. Thì ông đã nói rằng khi mà chúng ta làm xong cái tiến trình của Chúa thì không phải là mọi người đều tin. Nhưng mà không phải như vậy là cái tiến trình sai trật, cho nên ông nhắc lại là tiến trình không sai trật. Trong câu số 17, như vậy đức tin đến với sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Tiến trình phải có để có thể dẫn đến đức tin, dầu là có những người không tin. Nhưng ông hỏi, nhưng mà cái thái độ của Chúa đối với những người không tin thì sao? Nhưng tôi hỏi, có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, và lời của các sứ giả đã đặt đến cùng thế gian. Tôi lại hỏi, thế mà dân Israel lại chẳng biết gì hết sao? Môi-se đã nói rằng, ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi những kẻ chẳng phải là dân, ta sẽ chọc các ngươi, chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng, những kẻ chẳng muốn tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, và ta đã tỏ mình ra cho những kẻ chẳng hỏi han ta. Xong về dân Israel thì rằng, ta sẽ giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Nguyên cả vấn đề này là Chúa dùng để trả lời rằng cái ân điển đến sự cứu rỗi sẽ tiếp tục được ban cho, đó sự rao truyền phúc âm. Trong câu số 18 thì ông hỏi rằng, nhưng họ có phải là họ chưa nghe chăng? Cái câu hỏi của ông là như vậy, cái tiến trình đến sự cứu rỗi đã được thiết lập chưa, đã được ban cho người Do Thái đầy đủ chưa, ban cho những người cần nghe Chúa đã được ban cho chưa? Thì ông nói rằng rõ ràng là đã được nghe rồi, rõ ràng là cái tiến trình và những cái điều kiện mà Chúa nói phải có người được sai đi,
phải có sự rao giảng, phải có sứ điệp, thì những điều đó đã được ban cho rồi. Và ông trích dẫn cái câu ở trong Thi Thiên đoạn số 19 câu số 4 là một cái câu trích dẫn hết sức là đặc biệt mà chúng ta cần hiểu cái ý nghĩa của cái phần trích dẫn này. Tại vì cái phần trích dẫn ở trong Thi Thiên đoạn 19 thì nói về cái sự mặc khải phổ thông. Sự mặc khải phổ thông được ban cho trong thiên nhiên. Chúng ta dở ra trong Thi Thiên đoạn số 10, trong Thi Thiên đoạn số 19 thì chúng ta đọc từ câu 1 tới câu 4 thì nói như thế này: Các tầng trời rao truyền sự hiện của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc ngày tay ngày làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói, cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, và lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Và đây là cái phần mà sư đồ Phaolô trích dẫn. Đó là tiếng của các sứ giả vang khắp đất, và lời các sứ giả đã được đạt đến cùng thế gian. Cái bản dịch khác nhau, nhưng mà cùng một câu, đó là: dây đo chúng nó bủa dân khắp trái đất, lời nói chúng nó truyền đến cực địa. Cái vấn đề của sự mặc khải phổ thông là sự mặc khải phổ thông được ban cho tất cả mọi người trên đất, tất cả những mọi người sinh ra trong trái đất này đều được ban cho sự mặc khải phổ thông, tức là sự mặc khải về Chúa, thấy được trong thiên nhiên, thấy được trong sự tạo dựng của Chúa. Và sự mặc khải phổ thông thì cho thấy rằng chúng ta tất cả mọi người đều có sự hiểu biết về Chúa đủ để nhận biết rằng có Chúa, và cái bổn phận của mình đối với Chúa và sự thờ phượng phải có trong sự đáp ứng đối với Chúa. Và ở trong Roma đoạn số 1 thì nhắc cho chúng ta điều đó. Roma đoạn số 1 câu 19-20 thì nói rằng: vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi sự trọn lành của Ngài mà mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh của Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ ra như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể tự chữa mình được. Nghĩa là tất cả những điều mà họ cần biết về Chúa, tức là chúng ta là những người cần biết về Chúa qua sự mặc khải phổ thông, thì đã được ban cho nối kết với tất cả mọi người, để mọi người phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về sự ban cho về trong sự mặc khải mà Chúa dành cho mỗi người. Thì tại sao sứ đồ Phaolô trích dẫn cái câu kinh thánh này, khi cái nội dung của phần ông đang nói là phần nội dung của sứ điệp tin lành của Chúa Giêsu, đòi hỏi là đây là cái sứ điệp phải được rao giảng thì mới đem đến cái kết quả của sự tin nhận Chúa. Thì ông lại dùng cái chiều hướng đó là cái sự bảo đảm của sự ban cho này, nó tương tự như là cái sự ban cho của sự mặc khải phổ thông. Điều mà ông muốn nói là trong cái tiến trình của sự cứu rỗi là năm bước đó, là có sự ban cho, sự sai phái, sự rao giảng của sứ điệp, rồi sự tin nơi Chúa, rồi sự đáp ứng với Chúa. Thì Đức Chúa Trời bảo đảm rằng tất cả những người mà được cứu bất cứ ở nơi đâu thì khi họ bày tỏ cái sự đáp ứng đối với Chúa, thì cái tiến trình này sẽ nối kết với người đó. Nghĩa là trong cái nhìn của con người đó là Chúa bảo đảm rằng cái sứ điệp của tin lành của Chúa Giêsu sẽ được nối kết với những người cần cái sứ điệp này bất cứ ở đâu trên thế giới. Nghĩa là nơi nào mà có tấm lòng đáp ứng với Chúa, tấm lòng của những người mà Chúa đã chọn, thì sứ điệp này sẽ đến với họ để họ được cứu. Giống như là cái sứ điệp ban cho tất cả mọi người trong sự mặc khải phổ thông, đó là tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, lời của các sứ giả đã đạt đến cùng thế gian. Tất cả những người trên thế giới đều được ban cho sự mặc khải phổ thông để biết cái bổn phận của mình đối với Chúa. Thì đức tin đến với sự người ta nghe, mà người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng, là khi có sự đáp ứng tấm lòng của những người có sự đáp ứng, thì bất cứ họ ở đâu, Chúa bảo đảm rằng cái tiến trình của sự cứu rỗi sẽ nối kết đối với họ.
Cho nên cái vấn đề là cái sự chọn lựa của Chúa sẽ được thi hành bất cứ mọi người, bất cứ mọi nơi, không có nghĩa là cái sứ điệp hiện tại đã được rao giảng cho tất cả mọi người mọi nơi để họ tin Chúa. Nhưng mà khi có những người bắt đầu đáp ứng với những cái lẽ đạo mà được ban cho, hay là sự mặc khải mà họ được ban cho, thì những người được cứu sẽ được ban cho đầy đủ sứ điệp tin lành để có thể tin Chúa. Cho nên chúng ta thấy là cái số người không tin rất là lớn, bởi vì số người không tin là không đáp ứng với cái lẽ đạo tin lành, không nối kết với lại cái tiến trình của sự cứu rỗi mà Chúa đã thiết lập, thì cái số đó rất là lớn. Chẳng phải mọi người đều nghe thêm tin lành đâu, nhưng những ai mà được sự cứu rỗi thì sẽ được ban cho cái tiến trình này, để tất cả mọi người giàu bất cứ ở đâu đều được bảo đảm rằng họ sẽ được nghe tin lành của Chúa, sẽ có người rao giảng tin lành này bằng cách này cách nọ nối kết với họ. Và đây là điều mà sứ đồ Phaolô cũng đã nói là trong cái công việc của tin lành Chúa được rao giảng, thì cái công việc đó sẽ làm cái công việc của Chúa trên khắp cả mọi nơi trên thế giới. Chúng ta thấy được cái câu đó ở trong Colossae đoạn số 1. Colossae đoạn số 1 câu số 5, câu số 6, khi ông nói về cái tiến trình mà đạo tin lành làm việc thi hành cái công việc của thi hành cái công việc của Chúa trên hội thánh Chúa, thì ông nói với người ở trong thơ Colossae rằng, đoạn 1 câu số 5, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học thật cho biết ơn đó. Ông nói là với người Colossae là cái sự trông cậy mà để dành cho anh em ở trên trời, cái sự chọn lựa của Chúa mà đã chọn lựa của họ, thì đã nhờ đạo tin lành mà họ được kinh nghiệm điều này trong đời sống riêng của họ. Thì ông nói rằng đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian. Cái đạo tin lành đó đã đến với anh em thì cũng sẽ đến với những người được cứu khác ở trong thế gian, và kết quả tấn bộ cũng như trong anh em, đó là khi anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và học thật cho biết ơn đó. Đạo tin lành đó giữa anh em cũng như trong cả thế gian, không có nghĩa là đạo đó đã đi khắp cả thế gian bây giờ, nhưng mà tất cả những người nào được cứu ở trên toàn thế gian sẽ được tin lành này được đem đến cho họ để họ có thể được tin nhận Chúa. Cho nên nếu một người ở trên một cái côn đảo, lần trước chúng ta có hỏi rằng nếu một người ở trên côn đảo mà không có dịp nghe tin lành, thì như vậy Chúa phán xét người đó xuống chịu án phạt tội lỗi thì có công bằng hay không? Thì chúng ta nói là rất là công bằng, bởi vì không có người nào vô tội ở trên côn đảo hết. Tất cả mọi người ở trên côn đảo hay là trên đất đều là những người phạm tội, xứng đáng với tất cả sự đoán phạt của cơn thịnh nộ của cơn thịnh nộ của Chúa. Nhưng mà để mà có sự cứu rỗi đến với người trên hoang đảo đó, thì Chúa nói rằng nếu người trên hoang đảo đó là người được Chúa chọn và là người đáp ứng với tin lành của Chúa, thì tin lành đó sẽ đến với người đó. Thì không biết là đến bằng cách nào, chúng ta trong cái môi trường của chúng ta thì có thể nói đến bằng radio, đến bằng TV, đến bằng cell phone, đến cách nào đó. Nhưng mà Chúa nói rằng cái tiến trình của người được sai phái, tin lành được giảng, sứ điệp của Chúa sẽ nối kết với họ. Và vì sao vậy? Vì đây là ân sủng Chúa ban cho, Chúa bảo đảm cho tất cả mọi người mà Chúa ban cho sự cứu rỗi. Và trong cái chỗ mà người Do Thái tiếp tục không tin, thì chúng ta thấy ân sủng rao truyền đến sự cứu rỗi càng được bày tỏ cách rõ ràng hơn nữa. Đó là ân sủng của Chúa trong sự chọn lựa của Chúa bày tỏ trong cái tiến trình Chúa đem tin lành đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe thì từ nơi đó ra từ đức tin nơi Chúa Giêsu mà được sự cứu rỗi. Mà nếu họ không nghe thì Chúa làm như thế nào? Chúa bảo đảm rằng tất cả những người nào nghe thì sẽ được cái sứ điệp sẽ được ban đến. Và khi họ tiếp tục không nghe thì sao? Thì câu số 19 ông hỏi là tôi lại hỏi thế thế mà dân Israel lại chẳng biết gì hết sao?
thì Chúa làm gì? Thì Chúa thì ông đưa ra cái thí dụ ở trong trích dẫn ở sách trong sách Phục Truyền, đó là Môi-se đã nói rằng: ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân, ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Đó là Chúa sẽ tiếp tục đeo đuổi họ vào trong sự chống nghịch của họ, vào lọ không tin. Ở đây nói về dân Israel là dân khước từ Chúa, không đáp ứng với lời lẽ thật của Chúa ban cho. Thì ở đây Chúa nói là Chúa sẽ dục lòng họ ganh tị, nghĩa là Chúa sẽ làm cho họ ganh tị để mà có thể trở lại với Chúa. Ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi bởi kẻ chẳng phải là dân, ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Nghĩa là Chúa sẽ ban sự cứu rỗi của Chúa và ban sự nối kết với Chúa, ban sự liên hệ với Chúa cho một dân không phải là dân Giu-đa. Nghĩa là Chúa sẽ ban cho sự cứu rỗi cho dân ngoại, sẽ đem cái sự liên hệ của Chúa và nối kết với dân ngoại. Và ở đây thì Môi-se đang nói về cái thời đại của Hội Thánh là nơi Chúa đem sự cứu rỗi vào nối kết với dân ngoại bang, tức là mỗi chúng ta, và cái mục đích là làm cho người Do Thái bị chọc giận, hay là bị nổi lòng ganh tị để mà có thể trở lại đối với Chúa. Và cái điều này thì Chúa cũng nói rất nhiều lần trong sứ điệp khi Chúa giảng Tin Lành, như chúng ta thấy ở trong Luca đoạn 14, là khi Chúa mời những người đến dự tiệc cưới, đến dự tiệc của vua, mà những khách không đến thì vua sai những người đầy tớ của mình ra ngoài làng, ra những chỗ đó để đem những người lạ, những người nghèo, những người khoe quạc vào trong nhà của vua để tận hưởng những gì vua muốn dành cho những người mà đã được mời. Cho nên ở đây khi người Do Thái không tin, khi những người không tin từ khước Chúa, thì Chúa nói rằng Chúa sẽ tiếp tục đeo đuổi họ bởi ân điển của Chúa, tìm cách này cách nọ để làm cho họ được thức tỉnh, để có thể trở lại trong sự đáp ứng đối với Chúa. Ta sẽ dục lòng ganh tị các ngươi, ta sẽ chọc giận các ngươi bởi một dân ngu dốt. Rồi lại nói thêm một cái thí dụ nữa là trong câu số 20, lại Ê-sai nói cách bạo dạn rằng: những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì đã gặp thấy ta, ta sẽ tỏ mình ra cho những kẻ chẳng hỏi han ta. Thì nhấn mạnh một điều nữa, cái chữ là Ê-sai nói một cách bạo dạn rằng, ở đây nó là Ê-sai nói một cách hết sức là rõ ràng, trực tiếp rằng: những kẻ chẳng tìm kiếm ta thì sẽ gặp thấy, thì đã gặp thấy ta. Những kẻ ta sẽ tỏ mình ra cho những kẻ hỏi chẳng hỏi han ta. Thì ở đây rõ ràng thì nói về những người Do Thái là những người tìm kiếm Chúa, nhưng tìm kiếm trong cái cách sai trật của họ, không nhận biết cái sự công chính của Chúa theo cái sự công bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công bình của Đức Chúa Trời. Thì Chúa bày tỏ Chúa ra cho những người không tìm kiếm Chúa là dân ngoại, như ở trong câu số 30 của đoạn số 9. Thì nói rất là rõ ràng. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin. Còn như dân Israel tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm họ vấp phải hòn đá lớn ngăn trở. Thì Chúa nói là Chúa bày tỏ một cái sự ân điển vô hạn đối với những người không tìm kiếm Chúa, là những người không biết Chúa, không tìm kiếm Chúa, không có cái gì, không có cái ánh, không có ánh sáng của sự soi sáng của Chúa, giống như là người Giu-đa. Thì Chúa làm gì? Chúa đem họ vào. Khi họ không tìm kiếm Chúa thì Chúa cho họ gặp Chúa, Chúa tỏ mình ra cho họ, đem vào họ trong chỗ sự liên lạc, trong sự liên hệ với Chúa, trong chỗ tin nhận Chúa, nhận lấy sự công chính từ nơi Chúa.
Nghĩa là ở trong cái chỗ những người không tin, những người chưa tin, những người chống nghịch thì Chúa tiếp tục ban cho ân điển của Chúa bằng bằng cách đem tin lành của Chúa tiếp tục vào trong cái chỗ đứng của họ. Với người Do Thái thì là để cho họ được bị ganh tị, để được bị chọc giận để mà trở lại đối với Chúa. Nhưng mà ở đây cái hình ảnh của ân điển là sự tiếp tục ban cho tin lành, tiếp tục giảng tin lành, vì Chúa nói trong câu số 21: Song về dân Israel thì rằng ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Trong cái nội dung của cái tiến trình của sự cứu rỗi mà Chúa đã bắt đầu, đó là Chúa gửi người ra, Chúa cho người giảng tin lành, Chúa đem sứ điệp đến cho người nghe, để họ có thể có đức tin và tin nhận Chúa. Thì tất cả những người tin nhận Chúa đều đi con đường này, đều được sự cứu rỗi. Nhưng với người Do Thái và với một số rất đông người trên thế giới, nếu không nói là đại đa số những người trên thế giới không tin, thì cái hình ảnh của Chúa là Chúa tiếp tục ban cho ân điển Chúa, và cái sự ân điển Chúa được ban cho đó là sự tiếp tục giảng tin lành đối với họ, để bày tỏ cái lòng ân điển của Chúa đối với họ. Thì cái hình ảnh của ở đây Chúa cho thấy cái hình ảnh hai phía, phía của con người đặc biệt đại diện với dân Israel, đó là dân bội nghịch và hay nói trái. Cái chữ bội nghịch thì rõ ràng là không phải là chỉ là không vâng phục, không chấp nhận, nhưng mà lại chống nghịch, bội nghịch và tráo trở. Đó là cái tấm lòng của họ đối với lẽ thật mà Chúa ban cho. Hay nói trái, hay cãi lại, hay chống nghịch, nghĩa là không phải là họ chỉ không chấp nhận bỏ qua một bên, nhưng mà họ tích cực chống lại, cãi lại và muốn chống đối một cách hết sức là rõ ràng. Đó là hình ảnh của con người. Thì đối với những người như vậy thì Chúa làm gì? Ta đã giơ tay ra cả ngày hướng về chúng nó, hướng về dân bội nghịch và hay nói trái này. Cái hình ảnh của Chúa là cả ngày. Cái chữ cả ngày thì nói về cái sự dài lâu của Chúa, cái tiến trình của sự ban cho của cái sự chờ đợi của Chúa, cái sự nhịn nhục mà nhịn nhục mà Chúa muốn bày tỏ ra ở đây. Rồi cả ngày hướng về dân bội nghịch, giơ tay ra cả ngày hướng về dân bội nghịch, nói về một cái sự gọi mời của Chúa tiếp tục được ban cho đối với dân bội nghịch chống nghịch này. Cho nên chúng ta thấy ở đây cái hình ảnh của Chúa trong sự rao truyền phúc âm. Thứ nhất là cái sự tể trị của Chúa trong sự cứu rỗi. Điều đó chúng ta không thể nào quên, chúng ta phải được nhắc nhở trở lại, đó là sự cứu rỗi đến từ sự tể trị của Chúa, sự chọn lựa tể trị của Chúa. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay là người nào buông ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong đoạn số 9 câu số 16 chúng ta đọc nhiều lần, nhắc lại cho chúng ta đây là điều mà đến từ nơi Chúa. Nhưng mà trong cái tiến trình của sự cứu rỗi thì không phải chỉ là bày tỏ cái sự tể trị của Chúa, hay là chỉ thi hành cái chương trình cứu rỗi của Chúa. Trong cái tiến trình mà Chúa đang đến sự cứu rỗi, tiến trình đã được thẩm định, Chúa đã có cái sự chọn lựa của Chúa, thì rất là đơn giản, thì chỉ thi hành cái tiến trình đó, đem lại những người mà Chúa đã thẩm định vào trong sự cứu rỗi là xong cái vấn đề giảng tin lành. Nhưng mà giảng tin lành không phải chỉ là để cứu người mà thôi, giảng tin lành để được bày tỏ ân điển của Chúa cho những người không tin. Và đối với những người không tin thì sao? Chúa tiếp tục giơ tay cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Cho nên cái sự tể trị của Chúa được bày tỏ ra trong cái tiến trình của sự cứu rỗi, nhưng tấm lòng của Chúa và cái sự và ân điển của Chúa cũng sẽ được bày tỏ ra trong tiến trình của sự giảng đạo tin lành. Cho nên khi chúng ta giảng tin lành, khi chúng ta sống bày tỏ Chúa trong cái tiến trình mà Chúa thiết lập, đó là được sai phái ra giảng tin lành, giảng sứ điệp của Chúa Giêsu cho người ta nghe để người ta tin. Mà khi người ta không tin thì làm gì? Thì Chúa nói tiếp tục giảng tin lành, thì không phải chỉ để cho người ta nghe, nhưng để bày tỏ ra cái ân điển của Chúa dành cho những người đang chống nghịch và hay bội nghịch và hay nói trái, chống nghịch lại đối với Chúa.
Cho nên chúng ta có hai cái phần mà chúng ta phải hiểu trong cái sự sai phái của Chúa đối với chúng ta. Đó là chúng ta hiểu tại sao chúng ta đi ra giảng tin lành, tại sao chúng ta phải ra giảng sứ điệp của Chúa Giêsu, tại sao chúng ta phải chắc chắn rằng cái sứ điệp đó là về Chúa Giêsu và về Chúa Giêsu mà thôi, và phải đem tin lành đến, đem sứ điệp này đến với tất cả những người cần nghe. Thứ nhất là chúng ta biết rằng những người mà Chúa đã chọn và cứu sẽ được cứu rỗi bởi cái phương tiện này, bởi cái phương cách này. Cho nên chúng ta đi ra với lòng chắc chắn và bảo đảm rằng khi chúng ta thi hành cái công việc của Chúa trong cái tiến trình Chúa thẩm định, thì chắc chắn sẽ gặt hái mùa gặt cho Chúa, sẽ đem những người mà Chúa chọn vào trong nhà của Chúa, sẽ đem những người tin Chúa thuộc về Chúa vào trong sự cứu rỗi. Và chúng ta sẽ không thất bại, bởi vì đây là cái tiến trình Chúa nói, đây là cái cách Chúa chọn những người, đem những người Chúa chọn vào trong sự cứu rỗi. Thì đó là cái cách mà chúng ta thi hành, biết rằng sẽ có những người được cứu qua cái phương cách này, được Chúa đem vào trong sự cứu rỗi vì chúng ta thi hành cái tiến trình mà Chúa đã thiết lập. Đồng thời, chúng ta cũng hiểu rằng rất đông người, đại đa số người sẽ không tin. Thì không phải vì thế chúng ta không giảng tin lành, nhưng vì thế chúng ta càng giảng tin lành thêm, không phải là để họ tin. Thì chúng ta không biết là ai sẽ tin, chúng ta không biết là người nào là người Chúa chọn lựa. Chúng ta sẽ biết rằng người nào Chúa chọn lựa sẽ bởi phương cách này được đem vào trong nhà của Chúa, đem vào trong sự liên hệ với Chúa, được đem vào trong sự được cứu ở trong Chúa. Nhưng mà những người chưa tin, những người không tin thì sao? Thì Chúa muốn bày tỏ ra tấm lòng quảng đại của Chúa trong ơn sủng của sự cứu rỗi, đó là Chúa muốn tiếp tục sự rao truyền phúc âm này để bày tỏ rằng Chúa giơ tay cả ngày ra hướng về dân bội nghiệp và hay nói trái. Nghĩa là chúng ta tiếp tục giảng tin lành bởi vì chúng ta muốn bày tỏ Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng nhân từ, Chúa là đấng chờ đợi, dẫu họ không tin. Nhưng mà Chúa muốn, đây là cái sứ điệp của tin lành của Chúa đối với tất cả mọi người. Chúa cứu những người thuộc về Chúa, và Chúa ban ân điển chờ đợi tất cả những người đang chống nghịch. Thì điểm đó nối kết một điểm nữa mà chúng ta chỉ muốn giới thiệu ở đây, đó là cái sự chờ đợi của Chúa là sự chờ đợi trong ân điển, dầu những sự chống nghịch đó như là dân sự Chúa chống nghịch Chúa tới cái mức mà sứ đồ Phaolô hỏi là chỉ có cách là bỏ họ thôi, thì cái sự trông cậy của sự cứu rỗi đến với mỗi chúng ta, đến trong sự hiểu biết đó, là chúng ta không có cái sự trông cậy, nó không tùy thuận nơi cái đáp ứng của con người, cũng không có cái do cái sự quyết định của con người đối với cái sứ điệp tin lành, nhưng mà bởi sự chọn lựa của ân điển của ân điển của Chúa ban cho. Cho nên từ câu 1 tới câu số 6 của đoạn 11 dẫn cho chúng ta vào cái chỗ hiểu biết này. Tôi chỉ đọc để mà giới thiệu phần này, chúng ta để trong ý của chúng ta. Bởi vì ông đang tiếp tục cái ý nói của ông, đó là xong về dân Israel thì rằng ta đã giơ tay cả ngày hướng về dân bội nghịch và hay nói trái. Thì lúc nào Chúa sẽ ngừng giơ tay lại, Chúa sẽ phải bỏ dân sự Chúa chứ có một bước nào thôi đó. Thì ở đây ông hỏi rằng, vậy tôi nói Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Câu trả lời rằng chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin. Ông nói chính tôi đây là cái bằng chứng của điều là Chúa chẳng bỏ dân Ngài. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài, đã biết trước anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng, lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy pháp bằng thờ Ngài, tôi lại một mình mà họ tìm giết tôi, lạy Chúa, không ai tin Chúa hết. Mọi người đều chống bỏ Chúa, mọi người đều khước từ sứ điệp của Chúa, mọi người đều chống bỏ tin lành của Chúa. Thì Chúa nói, thì câu hỏi rằng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7,000 người nam, chẳng hề quỳ gối trước mặt Ba-an. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Nghĩa là có Chúa sẽ tiếp tục chọn lựa những người Chúa cứu trong ân điển của Chúa, và Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ cái sự cứu rỗi của Chúa trong sứ điệp tin lành. Vì sao? Vì đây là sự chọn lựa của ân điển, nhưng bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không còn là ơn. Tất cả sẽ được đặt nền tảng của sự trông cậy của chúng ta
đó là trên ơn của Chúa ban cho trong ân điển của sự chọn lựa của thánh ý Chúa. Như vậy khi chúng ta đến với sự trong cậy và sự cứu rỗi, cái nền tảng của sự trong cậy của sự cứu rỗi đó, chúng ta đối diện với cái sự không tin nhận của tấm lòng của mình hay là cái sự không tin nhận của những người chưa tin, thì chúng ta phải biết rằng Chúa đã thiết lập cái tiến trình của sự cứu rỗi để đem tin lành của Chúa đến với những người chưa tin, và trong những người đó Chúa thẩm định qua cái tiến trình này sẽ cứu những người thuộc về Chúa. Cho nên chúng ta thi hành cách vui mừng, cách chắc chắn, cách hết lòng cái tiến trình mà Chúa đã sai phái chúng ta giảng tin lành, chia sẻ tin lành cho những người cần nghe Chúa, chia sẻ sứ điệp về Chúa Giêsu cách chắc chắn, rõ ràng, cách chính xác và hướng trọn về Chúa, đặt tất cả mọi sự trông cậy nơi kết quả từ nơi Chúa, vì Chúa sẽ cứu những người thuộc về Chúa trong tiến trình giảng tin lành của con dân Chúa. Và chúng ta sẽ đi ra thi hành những điều đó với kết quả chắc chắn từ ở trong Chúa, sẽ không thất bại. Điều thứ hai, vì Chúa tiếp tục muốn rao truyền tin lành phúc âm là cái phương tiện để bày tỏ ân sủng của Chúa cho những người chưa tin, cho nên sự giảng đạo phúc âm cho những người chưa tin là cái sự bày tỏ ân điển của Chúa. Và đây là một điều nữa, là chúng ta sẽ luôn luôn đem sự vinh hiển lại cho Chúa khi chúng ta giảng tin lành trong cái tiến trình mà Chúa dành cho chúng ta. Rồi chính mình chúng ta cũng hiểu rằng chính mình chúng ta được sự cứu rỗi bởi vì ân chọn lựa của Chúa, cho nên Chúa sẽ làm chương trình đó tiếp tục. Chúa sẽ không bỏ dân Chúa, và Chúa sẽ không bỏ những người thuộc về Chúa, và Chúa sẽ sử dụng cái tiến trình để đem họ vào trong sự cứu rỗi, trong sự liên hệ đối sự liên hệ mà Chúa dành cho họ và dành cho mỗi chúng ta. Cho nên chúng ta hết lòng sống cho Chúa, và chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta có trách nhiệm, nhưng mà chúng ta cũng là người nhận được ân điển. Chúa đã bày tỏ ân điển đối với chúng ta, và Chúa đang muốn bày tỏ ân điển của Chúa cho tất cả những người mà chúng ta quen biết. Chúa đang muốn sử dụng mỗi người chúng ta cho sự cứu rỗi và cho sự tiếp tục bày tỏ ân điển của Chúa. Xin chúng ta hết lòng ở trong cái chỗ đứng này bày tỏ lòng biết ơn của Chúa đối với mỗi chúng ta, bày tỏ cái trách nhiệm mà chúng ta đã nhận từ nơi Chúa, và bày tỏ sự hiểu biết rằng chúng ta là người đã được chọn bởi ân điển Chúa qua cái tiến trình mà Chúa đã thiết lập. Nên chúng ta suy nghĩ trong vấn đề này, cầu nguyện với nhau ở cái chỗ tôi là người đã được chọn bởi ân điển, tôi là người được chọn để bày tỏ ân điển Chúa, và tôi là người được chọn để Chúa đem những người được chọn vào trong ràng chiên của Chúa nữa. Cho nên chỗ đứng đây là một cái chỗ đứng rất là đặc ân của Hội Thánh Chúa, của con dân Chúa, và chỗ đứng cũng hết sức là đời đời ở trong tiến trình của sự cứu rỗi Chúa. Xin Chúa phù giúp chúng ta. Chúng ta cầu nguyện chung với nhau rồi chúng ta trở lại trong sự thờ phượng.